Tiếp tục thực hiện chiến dịch phủ vaccine ngừa COVID-19 trong dân, trong đó tiêm mũi 3 cho các nhóm đối tượng ưu tiên trên 18 tuổi đủ điều kiện về thời gian với mũi cơ bản. Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3. Ghi nhận của nhóm phóng viên Hải Yến, Đức Thuận. Tính đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế đã phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay sau đó, Sở Y tế đã triển khai kế hoạch phân bổ cho các địa phương nhằm khẩn trương tổ chức triển khai tiêm kịp thời và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2022. Đợt này, các địa phương sẽ thực hiện tiêm trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 1 năm 2022, hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2022. Sáng ngày 6 tháng 1, tại điểm trường mầm non Phước Hiệp, Ủy ban Nhân dân phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa đã tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho hơn 500 người dân trên địa bàn. Bây giờ vấn đề mà nó lan tràn cái dịch nó ra quá nhiều. Bây giờ người ta bổ sung thêm mũi 3. Tới đây thì bác sĩ thì mấy cô này cũng trước khi là muốn tiêm mình cũng hỏi tư vấn mình, hỏi rằng là có khỏe hay không. Sức khỏe thì tiêm mũi 1 như thế nào, tiêm mũi 2 như thế nào, nói chung là cũng quan tâm. Đó thì người dân cũng yên tâm mà đến. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, đảm bảo không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ, trừ trường hợp chống chỉ định, đặc biệt là những người không di chuyển được. Đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine đạt 100% mũi 1, mũi 2, triển khai tiêm liều bổ sung, liều tăng cường mũi 3, hoàn thành trong quý 1 năm 2022, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố và Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn đã triển khai ngay thông tin đến người dân về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3. Người dân người ta cũng hoang mang do nhiều cái thông tin trên mạng xã hội. Thì cái này thì mình thực hiện cái công tác tuyên truyền, vừa tuyên truyền mạng, rồi vừa tuyên truyền bằng miệng luôn. Mình kết nối tổ địa bàn dân cư, lập các cái nhóm á, thì mình cũng thông báo những cái thông tin chính thống cho người dân người ta nắm được là về cái việc mà tiêm vaccine, mặc dù là không là hoàn toàn là chống được COVID hết, nhưng cái triệu chứng nó sẽ nhẹ hơn và người dân người ta cảm thấy cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên là mình cũng nhắc nhở người dân không phải là tiêm xong là mình có thể ỷ y, muốn như thế nào cũng được, không khẩu trang mà mình vẫn phải thực hiện đảm bảo 5K. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các F0 đã khỏi bệnh đáp ứng miễn dịch hoàn toàn khác so với người được tiêm vaccine, do khi tiêm vaccine đã tính được liều lượng kháng nguyên phù hợp đưa vào cơ thể. Còn với người mắc bệnh thì không thể xác định được lượng kháng nguyên có trong cơ thể ít hay nhiều. Quá nhiều hay quá ít đều không tốt, mà tốt nhất là phải đủ. Trong vaccine còn có những chất bổ trợ giúp kích hoạt đáp ứng miễn dịch mạnh hơn. Điều này không có được ở người đã mắc COVID-19. Vì vậy, với những F0 đã khỏi bệnh, cần tiêm vaccine mũi tăng cường đúng thời hạn. Đối với cái F0 tiêm khi mà mắc F0 thì phải 6 tháng. 6 tháng sau thì chúng ta mới chỉ định là tiêm lại cái mũi gọi là cái mũi 3 cho cái đối tượng F0 đã nhiễm F0. Tại vì họ đã bị rồi thì tiến tỏ là họ đã có kháng thể. Tuy nhiên thì cái kháng thể thì nó theo thời gian nó sẽ giảm dần. Và theo cái quy định cái ngày sau khi chúng kể cả chúng ta chích vaccine và kể cả cái người bệnh thì cái lượng kháng thể nó đảm bảo cho chúng ta trong vòng 6 tháng. Còn sau theo thời gian thì nó giảm dần, do đó chúng ta phải, dưới tình hình này chúng ta phải gọi là mũi nhắc lại cho đối tượng này, kể cả những người đã tiêm, bởi vậy mình mới nói là tiêm mũi 3, là mũi nhắc lại. Thứ hai nữa là cái người bệnh trước kia thì chúng ta cho rằng là cái miễn nhiễm suốt, nhưng mà thực sự ra cái lượng kháng thể của họ cũng giảm dần. Thì hiện nay thì chúng tôi theo cái phác đồ thì chúng tôi cũng phải triển khai là cho cái người bệnh F0 cũng trên 6 tháng. Và nhắc là mũi 3 thì cũng 6 tháng, nhưng mà tối thiểu đối với người mà không bệnh thì tối thiểu có thể chúng ta tiêm là tối thiểu cái thời gian là 3 tháng. Thông tin từ Bộ Y tế, trong thời gian sắp tới vaccine sẽ được tiếp tục phân bổ cho tỉnh. Sở Y tế đã sẵn sàng các phương án tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ở các địa phương. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh đôn đốc kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn các địa phương trong quá trình tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đảm bảo an toàn tiêm chủng tối đa và đảm bảo tiến độ tiêm theo kế hoạch.
Thưa quý vị, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở ngành, đoàn thể, ban chỉ đạo các địa phương không chủ quan lơ là, tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ, điều chỉnh cấp độ dịch, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, phải cảnh giác, điều chỉnh thói quen để thích ứng an toàn trong tình hình mới.